và cả muối kiểu muối này mai ăn được đi mua gì mua của cà rốt mới nửa cái bắp cải con mấy ngày phải bán vậy phải đi bộ à. Cái bắp cải 3.000 có mở muối ăn đến đến cả 10 ngày đi làm công ty nó ngại nó sách tiền người thế nào công ty lại có tiền có tiêu có tiết nhưng mà đây này kéo từng quả chuối vào đây từng đồng vào đấy là chuối kỳ kiểu nó đây nó còn giấu 5.000 một rẻ ta chị không chặt được đấy đó đấy nó trả bằng cá thì cái này nó bằng cá từng đồng từng hàng một. Lấy chuối nó giá 7.000 nó quên mấy em khi mà giá 7.000 trả lời đây. Cưới chết 5 giờ thì cùng cưới không ấy hoài nó được nhạy mất tận nhân dân là khó nhất tận nhân dân là tận công đó là tận xã hội khó nhất đó đất thì là vẫn thức ăn vẫn phải mua vật nguyên vật liệu vẫn cứ phải nó đấy thế bán ra thì không người mua ngay ấy chơi thì không đầu ra được đâu giả cái gì như là sắp mưa ngày quá giãn qua mưa chiều ngoài nắng quá trời đẹp. Nắng thì đi ra làm cái cỏ rắc cái đèn rồi đấy, có mai thì ăn lại mưa rét làm rắc bao nó mọc. Có đèn á, đèn cứ bán thì chó chán á. Bán đèn ăn nó có mần nặng hết. Bán cây vừa bán cây. Không bán đèn ăn thì chứ. À? Ăn nhiều khi rẻ không bán. Sớm á, chả sợ tí nào, muộn cơ. Nước cổ dễ kìa. Đừng hỏng đấy. Nước cổ thì mới nước cổ. Không biết nước muối thì lúc nào cũng phải có mùa vài cà nước muối. Đây em nước muối chứ không phải đâu. Từ sáng giờ nó hoàn toàn xuống miệng hai lần rồi. Hai lần này. Chỉ mỗi cái nước cổ thôi. Người ta thì cứ bổ tối nay mưa mà cũng tài nó báo hôm qua rõ ràng tối nay mưa. Này lắm thì biết là em vừa dần ngâm hai màn chắc phải giặt. Ôi cái màn nó cho cái gì, cái màn cho vào máy giặt. Mắc được luôn. Em mới giặt đâu. Có máy giặt cái giặt nó sẽ cho đâu. Mắc được luôn. Vâng. Cái phải không vào à?
mà nó dùng bàn dốc nước đấy mà đặt tay thì nó cũng đâu khô bàn tay thì nó đỏ nước nhanh mà thấy làng cả đéo người mua này mày quan chuối cầm này chuối mà ăn đang ế chuối hay xuống đang ngồi đang ế này này để lại ăn nhưng mà đã hết được 200 quả thì em bán mấy này em được 200 quả cái này mấy nghìn quả ba mình bán 2500 3000 này cầm chữa cầm này chuối được anh à ôi giời nè nè bây giờ này mày 100 triệu 200 triệu bây giờ chết ngay thế rồi quay video ở đường đây, vâng những người đường đây, chỗ gốc đề kia quay, không ra gốc đề thì quay ai có ai đâu mà quay, ngồi đây xuống chỗ không, kêu về đường thôi, kiểu mẹ ăn thế này, cháu nó làm cho chú tút, thế mà không biết cái gì, anh muốn tiền to thì sáng rồi đấy. Cái này mà để ăn nhưng mà nhiều quá, một mình 200 quả đó ăn hết thì bán mẹ vợ đi. Bán nó đi, chờ bán được thì bán nó đi. Ôi rồi 2000 mấy 2000 rưỡi bán. Ôi chị đi rồi nhỉ. Ôi thế nó tao mút nhiều chứ. Mút á? Tao mút đi thổi bên này nó mọc này. À hút trong nó lên trên đấy hả? Có nghĩa là bên này là cái nhân, à. Đây là nước, thế là mút này hết này, lên 100 mini đây. À. Bây giờ nghe bé hơn đi nữa. Đúng vậy, biếu đây. Là mút bên này là nước thì là mút được cái này là nhân đúng rồi là chỉ sống bao tầng bây giờ tấp khoảng 25 triệu. Nói chúng nó cứ rủ đi rồi chẳng ấy ra nó có lên trên mình lên trên 108 này chị thì bên kia nó cứ bành đây đây này em cũng thấy nhưng mà em nó không bành em chỉ ký ở đây con nó chỉ cái này thôi cũng cần nước nước thì mút được mà là cái gì đó là u tuyến giáp nhưng mà lành tính nước nước thì mày đi mày mút hết chứ vì gì mày phải để